thì lúc lúc mà nó lên thì mua lên, lúc nó xuống lại bán xuống, mà cứ lên lên ra ra vào vào như vậy. Có thể trong vòng 1 2 tuần các bạn kiếm được tiền. Có thể 1 2 tháng các bạn kiếm được tiền. Nhưng các bạn không sống nổi qua 1 năm đâu. Đấy là thực tế. Ở trong hoạt động đầu tư của mình nó có hai loại. Một là đầu tư giá trị, là mua xong để đấy rất là lâu, xong đấy lúc nó tăng trưởng nhiều lần rồi bắt đầu mình mang định đoạt bán nó, gọi là đầu tư để tăng lãi vốn. Còn cái đầu tư đỉnh cao hơn là nó vừa tăng lãi vốn và nó lại vừa tạo dòng tiền hàng tuần hàng tháng, thì đấy thực sự cái đấy mới là cái quan trọng. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như anh chị mà có dòng tiền tốt ấy, thì không, anh chị không cần phải chờ đến khi tạo được chục tỷ đồng rồi anh chị mới mang 10 tỷ đấy đi đầu tư. Hoàn toàn anh chị có thể sử dụng đòn bẩy tài chính ngân hàng, anh chị vay luôn ngân hàng luôn. Mình chứng minh được là với ngân hàng có 3 điều kiện. Một, tài sản đảm bảo để vay được 10 tỷ. Cái thứ hai là chứng minh được cái nhu cầu sử dụng vốn hay là phương án sử dụng vốn. Và cái thứ ba là chứng minh được là cái nguồn thu ổn định trong thời gian dài. Đấy thì là ngân hàng sẽ cho vay ngay. Cho vay ngay lập tức. Cho nên là mình không cần nhất thiết mình phải chờ đến lúc mình có 10 tỷ nữa. Mình bây giờ mình ứng tạm ứng luôn từ ngân hàng 10 tỷ luôn. Và mình tham gia vào các hoạt động đầu tư khác. Ví dụ như là mua đất, mua cổ phiếu để đấy. Thì trong cái quá trình mình làm ra 10 tỷ đấy, là cái tài sản mình mua tạm ứng trước từ ngân hàng nó đã tăng trưởng rồi. Thì cái sức mạnh của cái dòng tiền là nó khủng khiếp như vậy, đúng không nào? Và không biết anh chị ở đây có ai đã từng chứng kiến ở cái giai đoạn mà bất động sản năm 2010-2011 chưa? Đợt đấy nó cũng tăng nóng khủng khiếp luôn. Và có rất là nhiều bạn bè của tôi lúc cái thời điểm đấy đó, vay ngân hàng nó rất là dễ, chỉ cần có mỗi tài sản đảm bảo thôi là vay được. Mãi về sau này bắt đầu nó nhiều nợ xấu nhiều quá thì bắt đầu mới đẻ ra cái là chứng minh thu nhập. Còn lúc thời điểm đấy nhá, tôi chỉ cần cầm sổ đỏ tôi đưa đến ngân hàng một phát thôi là có tiền ngay. Và có rất nhiều bạn bè của tôi dùng đòn bẩy quá mức. Ban đầu chỉ mua được một mảnh, xong cứ thế chấp mua mua, đến cuối cùng là cả một đống sổ. Xong về sau là thị trường chứng lại không, nó không tăng trưởng nữa, bán và hàng tháng vẫn phải trả lãi ngân hàng và trở thành nợ xấu. Có nghĩa là gì? Chết trên đống tài sản. Không bán được, lúc ấy mất thanh khoản, không bán, bán trả ai mua. Đấy mà bán rẻ quá thì không đành lòng. Cho nên là có rất là nhiều người vỡ nợ theo kiểu như vậy và tài sản của thế chấp ấy bị ngân hàng phát mãi. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Cho nên là cái quan trọng, cực kỳ quan trọng đó là dòng tiền. Làm thế nào để mình tăng trưởng được cái vốn. Xong cái vốn đấy rồi gọi là tăng lãi vốn. Xong là trong cái hoạt động đấy bắt đầu mình lại tạo được dòng tiền hàng tuần. Đấy, mang tính ổn định đều đặn. Thì cái đấy mới là cái mà mình phải hướng tới. Thì cái đấy mới cái cần phải học. Đúng không ạ? Thì đến một lúc anh chị không muốn tạo dòng tiền nữa mà anh chị tạo thụ động, thì lúc đấy cái tài sản, tổng tài sản của mình ở ngoài kia nó quá nhiều rồi. Anh chị có khoảng 5-7 cái building cho thuê rồi, anh chị không cần phải làm gì nữa. Hàng ngày hàng tháng người ta vẫn đem lại cái tiền cho thuê mặt bằng cho mình. Và lúc đấy mình không phải cho thuê bán lẻ nữa, mình cho thuê bán buôn. Mình cho cả cái building đấy cho một cái đơn vị khác, thuê cả cái building đấy, nó trả cho mình là 6 tháng hoặc 1 năm một lần. Và họ bắt đầu họ tìm khách hàng, họ cho thuê lại. Tất nhiên mình bán buôn như vậy thì giá nó thấp, và cái người kia người ta bán lẻ thì cho thuê giá nó cao hơn. Đấy thì có thể làm bằng cách như vậy. Thì lúc đấy là gì? Suốt ngày lượn lờ không cần phải đi làm gì nữa, đúng không nào? Còn ở giai đoạn đầu thì các bạn là có thể là tạo dòng tiền ngắn hạn, nhưng giai đoạn sau thì chúng ta lại phải tập trung để tạo ra những cái dòng tiền mang tính ổn định để bền vững như thế. Đấy thì đấy là một trong những cái mà chúng ta hướng tới. Thì ứng dụng trong đầu tư tài chính thì nó sẽ có hai hoạt động. Hoạt động mà mua nắm giữ dài ấy. Tại sao khi mua nắm giữ dài tôi luôn liên tục nhắc anh chị rằng là vốn vào trong thị trường chỉ được phép 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, nhắc đi nhắc lại để ghim cái từ đấy vào trong đầu anh chị. Bởi vì khi mà chúng ta có một cái bảng lệnh dài, cái đoạn đầu sóng nó nhỏ thôi cũng được, nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta, tâm lý chúng ta nó rất ổn định ở đoạn sau. Cho nên nếu như đoạn đầu mà chúng ta gồng lên chúng ta vào nhiều nhá, thì ai dám đảm bảo đấy là đầu sóng? No, làm gì có ai dám nói điều đấy. Nếu như vẫn là cái thị trường đấy, vẫn là con người như mình, nhưng mà nếu như không có một hai cái thằng ở dưới, thì lúc mà nó lên thì mua lên, lúc nó xuống lại bán xuống, mà nó cứ lên lên ra ra vào vào như vậy. Có thể trong vòng 1-2 tuần các bạn kiếm được tiền. Có thể 1-2 tháng các bạn kiếm được tiền. Nhưng các bạn không sống nổi qua 1 năm đâu. Đấy là thực tế. Cho nên là khi có cái đoạn, cái nhịp đầu sóng thì chúng ta giữ nó lại ấy, là chúng ta ghi vào trong đầu chúng ta là cái phương án chính này là phương án tăng. Phương án tăng thì chúng ta tập trung chính vào việc hoạt động là chờ mua, chờ giá điều chỉnh và mua lên. Còn nếu không nhá, thì chúng ta sẽ cứ ra vào, cứ loạn hết cả lên. Và đến một lúc mình mất cả phương hướng luôn. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ, bấm một nút đăng ký, bấm một nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ, bấm ngay.